Ảnh chỉ đủ điều kiện để cấp phép dữ liệu nghĩa là gì? Thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi giống như này từ các bạn đang bán ảnh trên trang Shutterstock. Thì mình sẽ trích dẫn nội dung từ cái trang Contributor Support của Shutterstock này và trả lời thật ngắn gọn và trọng tâm để cho các bạn hiểu nhé. Thì như Shutterstock nói đây thì là họ nói là đã qua rồi cái thời mà họ chỉ còn là một cái chợ để bán ảnh. Thì bây giờ họ đang làm một cái nền tảng sáng tạo toàn diện với các nội dung về biên tập này, 3D này, nhạc này, video, hình ảnh. Và đại khái là họ đang xây dựng một cái công cụ bằng AI. Thì những cái ảnh mà được gắn tác là cấp phép dữ liệu ấy thì nó sẽ được dùng để huấn luyện cho cái tool AI này. Và những ảnh này sẽ không được xuất hiện trên trang tìm kiếm, nên đồng nghĩa với việc là những ảnh này nó sẽ không bán được. Tuy nhiên là các bạn vẫn được chia sẻ một cái phần doanh thu thông qua một cái quỹ gọi là quỹ cộng tác viên, khi mà nội dung của các bạn tải lên được con AI này nó sử dụng để tạo ra các tác phẩm khác, đại loại là như thế. Thì mình cũng đã từng nhận được tiền từ cái quỹ này rồi. Đây, như các bạn thấy đây là mình đã nhận được số tiền cũng rất là ít thôi, tại vì là mình chỉ có một cái ảnh để cấp phép dữ liệu thôi. Nếu mà bạn nào có nhiều ảnh thuộc mục này thì chắc chắn là sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Còn nếu các bạn không muốn ảnh của các bạn thuộc cái diện cấp phép dữ liệu thì các bạn hãy xóa cái ảnh nó đi và up lại. Và trước khi up lại ấy, thì các bạn vào cho mình cái phần Account Setting, tìm đến mục Licensing Option. Sau đó các bạn bỏ tích chọn ở cái phần Image Data Licensing và Video Data Licensing này đi. Sau đó các bạn bấm Save là được. Thì từ nay về sau cái ảnh của các bạn nó sẽ không vào cái diện cấp phép dữ liệu nữa. Rồi ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu mà các bạn còn câu hỏi hay thắc mắc gì thì các bạn cứ inbox hoặc là comment cho mình nhé.